Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 43. Tín giả được cứu. Cư sĩ Lý Quả Viễn là một cảnh sát viên ở Khương Cảng. Ông có cô con gái tên Lý Điệp Nghiên. Một ngày nọ, cô bé vì vô ý bị vấp ngã. Lúc đầu cô không cảm thấy có gì khác thường. Nhưng qua vài ngày sau, cô phát sốt nặng và bị đau dữ dội nơi bắp chân. Cha mẹ cô nghi nguyên nhân của bệnh này là do cô trợt té, nên cấp bách đem cô đến bác sĩ chuyên sửa trật xương gân để trị liệu. Sau khi chuẩn bệnh, bác sĩ Lý Tử Phi cho biết bệnh đau chân của cô không phải vì trật chân mà bị mọc ung nhọt nên hành nhức nhối. Trở về nhà, ông Lý lại mời thêm bác sĩ khác đến trị nhưng vẫn không có kết quả. Sau đó, bà Lý được người giới thiệu bèn cõng con đến chùa Tây Lạc Viên cầu diện kiến ngài. Ngài nói rõ với bà là ngài không rành về y dược nên không có cách chữa trị. Bà Lý vẫn không nản lòng, tiếp tục đến thêm hai lần nữa để xin ngài cứu giúp. Ngài vẫn một mực từ chối. Lần thứ ba, Lý Quả Viễn cùng vợ đến chùa quỳ lại khẩn cầu ngài cứu cho con họ. Ngài thấy ông bà thật thành tâm nên cùng họ cầu Phật Bồ Tát gia hộ. Qua một tuần sau, bệnh của cô bé chợt nhiên lành hẳn và chân của cô bình phục như xưa. Vì cảm tọa được đức hạnh của ngài cùng oai lực hộ trì của Phật Bồ Tát, nên cả năm người trong gia đình đều xin quy y Tam Bảo làm đệ tử ngài. Sau đó, ngài đã dạy họ chuyên tâm niệm Phật. Ha ha ha,